tụi bay cùng làm tao gì đi. Cái gì? Trái tim nha. Trái tim bình thường người ta làm vậy phải không? Nên là làm vậy phải không? Làm vậy cho tao. Nó phục nổ nào. Nó phục nổ nào. 2, 3. 2, 3. Trời ơi, thái khớp luôn vậy. Như con cổ con ngỗng vậy. Cái tim của ba kỳ. Không có vui được. Nó đây thôi. Chưa có tình yêu chưa kết được. Sao kỳ vậy qua. Mệt quá à. Thích quá à. Mốt con ta 1 tuổi rồi sẽ dẫn đi đây cho nó có sự khám phá với thế giới. Con nít càng gần gũi với thiên nhiên nhiều quá thì nó sẽ càng cứng cáp, càng khỏe mạnh. Thôi làm chương trình thích quá hả? Tại thật ra mọi người cũng muốn chương trình này là kỷ niệm của tất cả những khách mời tham gia chương trình. Riêng với mỗi bạn khách mời á, mấy bạn sẽ có một cái nỗi lo hay là một cái trăn trở gì đó trong cuộc sống, một cái stress gì đó. Chương trình có xây nhà, xây nhà. Sao nữa ai đó mỗi đứa căng với một số tiền quyên góp nữa. Sao mà khách mời tập này thực dụng như ta. Tất cả khách mời đã khóc rồi kìa, tất cả khách mời khóc rồi. À vậy hả? Chắc chắn là tối này sẽ khóc. Đủ rồi, thôi dễ vậy khóc. Dễ vậy khóc. Như vậy là chắc chắn rồi. Tụi tôi từng khóc trên bàn đẻ rồi. Khóc trên bàn đẻ rồi. Không còn hơi chắc đâu mà khóc nữa. Mà thật sự là hai bạn không biết cái bài hát của chương trình hả? Không biết chị. Tặng căn nhà biết liền. Học đi. Học đi. Hát đúng nó đi. Việt Nam 4B là nhà của chúng ta. Ở nơi đâu cũng chẳng. Chúng ơi chị tin em nhiều không? Chúng ơi chị tin em nhiều không? Việt Nam 4B là nhà của chúng ta. Ho vàng hát lại. Ho vàng hát lại. Dù đi khắp núi biển trời thì ở nơi đâu cũng tuyệt vời. Việt Nam 4B là nhà của chúng ta. Đúng rồi, dù ở nơi đâu cũng chẳng hề quá xa. Dù ở nơi đâu, dù ở nơi đâu, dù ở nơi đâu cũng chẳng hề quá xa. Tao nghĩ 4 đứa mình nên học một khóa thanh nhạc.